Xin chào xin chào, cô gái này vừa thực hiện xong phần thi nhảy xa hồ cát đầy ngoạn mục của mình. Có điều cái tay hư của nàng ấy đang làm gì thế kia? Ui, ông editor đâu rồi? Chỉ ghép khúc này lại cho tôi. Thôi xong, thế là bỏng sừ mất đôi mắt chấm sáng thương ngây, nhìn đời bằng màu xám của tôi mất tiêu rồi. Tôi biết thừa là nãy giờ các ông chỉ chăm chăm nhìn vào vị trí nào rồi đấy nhá. Cơ mà, còn nhiều tình huống hấp dẫn hơn thế sắp sửa xuất hiện trong video ngay sau đây. Dự là ông editor sẽ phải dùng đến tính năng blur hình ảnh để che mờ hết công suất đây này. Ôi trời ơi! Sẽ ra sao nếu một cô gái siêu nóng bỏng tham dự môn đấu vật? Tuyển thủ bơi lội này đang làm gì với chiếc áo bơi mỏng manh của cô ấy vậy? Chuyện gì đang xảy ra nếu đối thủ định xé phang phục trang bên dưới của mấy ông đây? Cùng xám cười lăn cây bò với loạt những tình huống khó tin trong thể thao được camera ghi lại ngay sau đây nhé. Let's go! Trước nay xám vẫn thắc mắc vì sao nhiều phụ nữ liệu yếu đảo tơ là thế nhưng lại khiến cho cánh mày râu phải kiêng dè ra mặt. Cơ mà đến khi xem xong video này thì tôi đã hiểu lý do vì sao rồi. Không thấy đấy, bởi bỏng chín rộ như thế kia, chạm vào những nó rụng ra đó thì biết bắt đền bao nhiêu cho đủ. Ấy thế nên là anh chàng đối thủ nọ chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt và dâng cả hai tay chiến thắng cho người đẹp sexy này thôi. Đúng là trần đời ai oán, tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào khó xử như thế này. Nếu đặt địa vị mình chính là chàng trai kể trên, các ông sẽ xử lý ra sao? Comment ý kiến của mình xuống bên dưới video này nhé. Cơ mà, xin anh em đừng vội đánh giá con gái tụi tôi là bánh bèo vô dụng. Chỉ cần đó là một thứ cô gái muốn, cả vũ trụ sẽ hợp sức lại để giúp cô ấy thực hiện. Trong trường hợp này là hạ gục anh chàng đối thủ lực lưỡng mà thậm chí còn không dùng gì đến đôi tay luôn. Hay da, kẹp chặt thế này thì có mà dẫy vào mắt. Ông nào thấy tư thế này quen quen rồi bàng hoàng nhận ra mình cũng từng bị gấu tròn hành theo cách tương tự không nhỉ? Đừng lo lắng vì bạn không hề cô đơn đâu, ai rồi cũng bị gấu hành thôi. Tình huống sau đây tuy không phải là trận đấu gay cấn giữa bất cứ tuyển thủ nào, nhưng mà đảm bảo là ông nào ông nấy đều sẽ phải chăm chú theo dõi từng động tác của cô nàng tuyển thủ bơi lội này. Sao vậy? Chớp mắt đi chứ, các ông sợ bỏ lỡ thứ gì quan trọng à? Thôi thôi nhìn vậy đủ rồi đấy, đừng tỏ ra thèm thuồng như thế, người ta đánh giá chết. Xem xong thì cũng đừng quên xóa lịch sử duyệt web đi, kẻo gấu hay là vợ xem được thì lại bị kẹp cho nghẹt thở ý chang chàng trai bên dưới đó nha. Tiếp tục với series bổ mắt là câu chuyện về một vận động viên cầu lông đang thi đấu thì cảm thấy nóng quá. Thế là đằng trước hàng trăm hàng ngàn con mắt, cô ấy vẫn chẳng ngần ngại cởi phăng chiếc áo khoác ngoài của mình để cho dễ thở. Cơ mà cô nàng đâu có biết rằng chỉ có duy nhất bản thân cô là bớt nóng mà thôi. Còn 500 anh em ngồi đây đã lòng như lửa đốt từ lúc nào chẳng hay rồi. Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình thi chạy suýt rách quần. Cuộc đời không chỉ có màu hồng bởi luôn có những thành phần sẵn sàng ngáng đường, cản trở và thậm chí là kéo cả tụt mất chiếc quần đùi cuối cùng mà chúng ta có như trong trường hợp này đây. Thế nhưng nhân vật chính của chúng ta lại không có gì ngoài sự tỉnh và đẹp trai. Đừng hòng là mất mặt anh trước bản dân thiên hạ nhé. Anh đi thi nhiều rồi, chú còn non và chát lắm. Tôi nghĩ nếu như là không chọn đi thi đấu vật thì nhân vật chính trong video ngày hôm nay cũng có năng khiếu làm diễn viên hài đó. Trận đấu đang đến hồi gay cấn khi mà tên đối thủ cao to đến hồi đã kẹp được đầu anh vào khe cánh thì một sự việc bất ngờ đã diễn ra. Anh chàng da trắng này cứ thế trồng cây chuối giật lùi về phía sau và rồi lộn nhào ngược lại đứng hiên ngang như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đã thế trông mặt anh ta còn như kiểu, này này, các ông đừng có mà nhìn tôi nghiêm trọng như thế chứ, nước đi này tôi đi nhầm, tôi chỉ là đi lại một xíu thôi mà. Đừng hỏi về cảm giác thốn mà cô gái này đã phải hứng chịu. Ôi trời ơi! Vì tôi tin là các ông sẽ không muốn hồi tưởng về nó nữa đâu. Cơ mà cho những em nào nhiệt tình thì nó khá là tương đồng với một cú đá vào hạ bộ, không kèm lấy một chút thương tiếc. Sao? Giờ thì có ai đủ can đảm tua lại video này nữa không? Tốt nhất hãy dành thời gian để chữa lành mọi vết thương và lựa chọn khôn ngoan hơn cả là đến với video tiếp theo ngay sau đây. Ở đâu ra lại có chó mèo lợn gà chạy nhảy tung tăng trong sân cỏ thế này? Vẫn biết giãn cách ở nhà lâu thì ai cũng cuồng chân, nhưng mà ông nào nuôi thú cưng thì cũng nên trông chừng cho cẩn thận vào nhá, chứ mấy anh cầu thủ lại sút cho vỡ hết alo và khóc ra tiếng má nữa nha. Người ta thường bảo giận cá chém thớt, thế nhưng riêng trong trường hợp này thì xám thấy phải là giận cầu nên đập vợt thì đúng hơn. Hổ thần chiếc vợt cầu lông của ban tổ chức ghê bị đập cho tan tành mà không hiểu lý do vì sao. Nhìn cảnh này tôi lại thấy nhớ thời còn đi học, phải viết bản kiểm điểm về xin chữ ký phụ huynh quá mê ông ạ. Chỉ khác là mẹ tôi thế vai cho anh vận động viên, còn tôi trong vai cái vợt mà thôi. Đập cứ phải gọi là nhũn thì thôi. Hình ảnh tôi và con bạn thân đang nô đùa rất chi là tình thương mến thương. Thế nhưng ai nhìn vào cũng nghĩ tụi tôi đang sắp sửa đẹp nhau đến nơi rồi. Dù sao thì trăm năm kiều vẫn là kiều, bị đánh không chạy chắc là kiều hâm hâm. Các ông có công nhận với tôi không?
Bởi thế người ta vẫn nói rằng vui thôi đừng vui quá, yêu thôi đừng yêu quá, cấm có sai bao giờ không ạ? Anh MC người ta đang đưa tin thể thao nghiêm túc là thế, bỗng từ đầu lòi ra cái ông nhõi nhầy nhầy này không biết. Các ông đoán xem, thư trắng xóa mà anh dẫn chương trình bị chết lên mặt kia là gì? Bánh sinh nhật, bọt xà phòng hay là kem chi trong trà sữa đây nhỉ? Dù có là gì đi chăng nữa thì hẳn anh ta cũng sẽ phải giận tím người cho mà coi. Trong khi các vận động viên đang thể hiện tài năng của mình trên sân khấu thì bên dưới khán đài, các cổ động viên của họ cũng không hề muốn ngưng lại ý định tấu hài đâu. Các cô gái cổ động viên này có lẽ đang ăn mừng chiến thắng của đội nhà bằng một điệu nhảy robot độc đáo. Cơ mà sắm nghĩ là những người xung quanh sẽ chẳng hề dễ chịu chút nào khi mà có một cô ả cứ đứng ngay trước mặt mình mà múa may quay cuồng như thế này đâu. Tức cái lồng ngực ghê luôn á. Cuộc sống đôi khi khó khăn hơn ta nghĩ rất nhiều, bởi thế mới có câu học tài thi phận. Cũng như cô nàng xuất hiện trong video này vậy, ở nhà có khi nâng quả tạ này ngon ơ, cứ mà lên sân khấu vẫn đứng trước ống kính máy quay một cái là bị cho ăn hành ngay công ạ. Nói đi thì cũng phải nói lại, bị vật quay một góc tròn 360 độ như kia hẳn đêm về ê ẩm phải biết. Đấy, ai bảo sinh ra là con gái mà lại cứ hăm hố đi nâng tạ làm gì? Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây, cơ mà dây ở đây lại là dây buộc giày mấy ông ạ. Hai cầu thủ nữ này đang tranh bóng cực căng thì bỗng vướng dây giày vào nhau ngã quay lăn ra đất. Trách ai bây giờ, chỉ trách cái dây giày quá dài mà thôi, lần sau cứ đi giày lười mà đá bóng cho nó chắc ăn nha mấy ông. Những phát xử lý cầm kềnh nói trên không biết đã khiến anh em cảm thấy mãn nhãn và hài lòng hay chưa nhỉ? Cơ mà không chỉ dừng lại ở đó thôi đâu, tôi vẫn còn rất nhiều điều thú vị muốn tâm sự cùng các ông trong chuyên mục hàng ngày Comment đi chất xám đưa lên TV ngay sau đây. Mở màn là lời tiên tri của Toàn Te, tương lai một năm sau, xám sẽ được 1 triệu sắp nhá. Cơ mà không ai đánh thuế giấc mơ nên là cho tôi xin phép được mơ mộng chút nha các ông. Lúc đó làm video chắc không phải nói 500 anh em nữa mà là 1 triệu anh em của chất xám ơi. Nghe oai ra phết cao nhỉ. Cô gái Thảo Tăng thì bắn kẹp bùm vào tim tôi với comment cực dễ thương. Tôi mới phát hiện ra tôi đang tăng cân quá nhiều, hóa ra là do giọng xám quá ngọt. Công nào cũng gặp tình trạng này hay không? Comment xuống bên dưới để tôi biết đường mà ra giảm độ ngọt cho phù hợp nào. Chứ thế này thì kém lành mạnh quá. Ông Vũ Nguyễn đúng chuẩn fan cứng khi không ngừng kêu gọi các ông like cho chị chất xám đi, chứ đừng có mà xem chùa nữa. Cho tôi hỏi lần cuối ở đây, công nào đang xem chùa không? Nếu còn thì nhanh nhanh ra subscribe cho chất xám nhé. Tôi đợi anh em đến héo mòn cả da rồi đây này. Ok, vậy là dù không hề muốn nhưng mà xám vẫn phải nói lời tạm biệt 500 anh em ở đây. Các ông cảm thấy ấn tượng với tình huống nào nhất kể trên? Để lại suy nghĩ của mình bên dưới video này cho tôi đọc ké với nào. Đừng quên con em thế giới phẳng của tôi vẫn đều đặn ra các video hóng các chiến hữu và thưởng thức đó nha. Cảm ơn 500 anh em rất nhiều vì đã luôn dành tình thương mến thương cho xám và phẳng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!